Xin kính chào quý vị. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 10 giờ trưa ngày 25 tháng 6 năm 2024. Mình đang có mặt tại cuối con đường Hàng Thuyên quý vị ạ. Nguyễn Khuyến quý vị, của con đường Nguyễn Khuyến. Ở trong này là khu resort Anna Madara, khu biệt thự cổ Lê Lai đó quý vị. Năm xưa ở trong này là cái làng Pháp đó. Có đến mười mấy căn biệt thự ở trong đó. Hiện tại bây giờ là phải nói là ở khu resort rất là cao cấp, 5 sao ở trong đó. Con đường rất là đẹp luôn quý vị. Thiên nhiên ha. Vào đây mới đúng chất Đà Lạt đấy quý vị nè. Rất là im lặng luôn. Khu vực trong này là phải nói toàn là thấy biệt thự cổ. Đà Lạt sáng hôm nay thì trời tạnh ráo được chút quý vị. Lâu lâu có hưởng nắng lên. Hồi sáng giờ thấy không có mưa, không có mưa gió gì hết. Nếu như vậy thì có lẽ ngày mai ngày kia là nó sẽ tạnh ráo hẳn ha. Nếu tạnh ráo hẳn thì tuyệt vời quá. Sau những ngày mưa gió âm u không thấy mặt trời thì nắng lên cho nó ấm áp quý vị. Biệt thự cổ quý vị nè. Ra đây là đường Nguyễn Khuyến ha. Quẹo trái là chúng ta sẽ đi về đường Trần Bình Trọng, về trung tâm bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng đó. Còn trong này là trường cao đẳng nghề nè, trường dạy lái đó quý vị, dạy lái xe ha. Ở đây thì có cái ngôi nhà thờ, gọi là nhà thờ dân tộc Cam Ly. Ngôi nhà thờ giống như là cái nhà rông vậy đó quý vị. Cái mái rất là dài và nhọn, cổ kính lắm rồi. Hôm nay là sáng thứ ba, thấy những khu phố như thế này, khu phố, khu dân cư, nhìn nó rất là lặng lẽ và bình yên luôn. Nhìn cái kiểu lưa thưa và lặng lẽ bình yên, còn thêm những công trình cổ kính và nhiều thông thì mới đúng chất Đà Lạt. Nhà thơ này cũng lâu đời rồi quý vị. Dọc này thì ngay đầu đường, ngay con đường Hàng Thuyên Nguyễn Khuyến này thì bà con mình cũng có bán cà phê ngồi dọc này quý vị nè. Ngồi uống cà phê nó rất là bình yên luôn ha. Quẹo vô đây là khu dân cư, quy hoạch nhà ở liền kề. Khu này là thuộc dạng khu VIP luôn. Toàn là nhà đẹp không quý vị. Đó, nhà liền kề ha. Nhà cũng mắc rồi quý vị, không rẻ đâu. Ở đây cũng có những cái villa mà người ta làm mà lưu trú du lịch đó. Vừa nhà liền kề mà cũng có vừa là biệt thự cao cấp luôn. Biệt thự to đùng. Đi theo con hẻm này là chúng ta sẽ hướng xuống đường Hoàng Diệu ha. Hoàng Diệu Lê Lai đó. Sáng hôm nay thì thi thể của ba nạn nhân, đó là ba cháu nhỏ trong cái vụ cháy thương tâm ở Đà Lạt vào sáng ngày hôm qua đó, làm thiệt mạng ba cháu nhỏ đó. Thì sáng hôm nay ở nhà xác bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã đưa lên xe và đưa về quê nhà của các nạn nhân rồi. Bà ngoại phải nói là khóc không còn nước mắt để khóc nữa. Còn mẹ của các cháu bé thì phải nói là bây giờ có nhiều thông tin là nói là mẹ chưa tỉnh luôn, đang cấp cứu ở trong bệnh viện.
cho là một cú sốc, một cái nỗi đau không thể nào mà tả nổi quý vị. Có nhiều người cũng trách người mẹ bất cẩn, nhưng mà hơn ai hết là người mẹ bây giờ là phải nói là thuộc dạng đau lòng nhất khi mà mất một lần ba đứa con. Chúng ta đừng có trách móc bà mẹ nữa mà hãy chia sẻ với bà ha. Nếu có tâm lòng thì chúng ta có thể gửi tiền để ủng hộ quý vị, hoặc là gửi những cái món quà tinh thần để ủng hộ và chia sẻ, để nhằm làm vơi bớt đi những cái niềm đau của gia đình người ta ha. Không ai mong muốn cái điều đó xảy ra. Bất cẩn thì cũng đã bất cẩn rồi, và sự việc nó cũng đã xảy ra rồi. Nếu như mà ai có mặt tại hiện trường đó quý vị, hoặc là có mặt sáng nay ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng mà nghe những cái tiếng khóc xé lòng, thì không có người nào mà có thể cầm được nước mắt ấy. Mình thì không có lên trực tiếp ở trên đó để quan sát cũng như là quay phim lại cho bà con mình cùng xem. Đây là con đường hoàng diệu quý vị. Xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình các nạn nhân ha. Hôm qua giờ bà con Đà Lạt cũng quyên góp tiền bạc để ủng hộ cho các nạn nhân cũng như là chính quyền. Chính quyền cũng cử các cơ quan ban ngành, chỉ đạo các cơ quan ban ngành điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như là có những cái chính sách hỗ trợ cho nạn nhân. Và thời gian tới người ta sẽ kiểm tra và siết lại những cái công tác phòng cháy chữa cháy thật là chặt chẽ ở thành phố Đà Lạt, trên địa bàn thành phố Đà Lạt ha. Về đây là chợ Hoàng Diệu, chợ Mỹ Thanh mà quý vị. Khu vực này thì buổi sáng mà con mình hay tập trung ăn sáng rất là đông, đặc biệt là bánh mì xíu mại đó, hay ăn bánh mì xíu mại. Bánh mì xíu mại ở bên này này. Buổi chiều thì người ta sẽ bán bánh trăng nướng ha, rẽ vào ông hẻm này để tới khu vực lỗ bò ba toa, trong này bánh mì xíu mại này. Sáng bà con mình ăn sáng rồi, bây giờ đi chơi hết rồi. Theo ông hẻm này, nếu như mà băng theo bờ suối là chúng ta sẽ qua cầu, là qua bên khu vực Mạc Đình Chi đó. Rẽ trái vào đây đi ha. Tới bây giờ có nhiều bà con mình á, lên mạng viết bài, làm video chia sẻ tâm sự về những cái vấn đề mà trong cuộc sống của mình, đặc biệt là những cái bạn mà có những cái trải nghiệm mà bỏ phố về rừng, bỏ phố về quê. Thành công thì ít nhưng mà thất bại thì nhiều, các bạn chia sẻ về những cái vấn đề mà thất bại của mình để hy vọng khuyên nhủ được ai đó, hoặc là làm những cái bài học cho những ai đó không rơi vào cái tình cảnh trường hợp giống như mình. Các bạn ấy cũng rất là dũng cảm ha. Bây giờ tôi bỏ phố về rừng theo trend, theo cảm xúc bỏ phố về rừng, bây giờ ôm cục nợ. Đây là đường Nguyễn Thị Định đó quý vị. Nguyễn Thị Định và khu phố lẩu bò ba toa, rất là nhiều những cái quán lẩu bò ba toa ở đây, lẩu bò ở đây. Đi theo đường này là chúng ta sẽ đi ra đường 3 tháng 2 ha. Các bạn bỏ phố về quê mà theo trend thì không có bền vững chút nào. Thường thường những cái bạn mà bỏ phố về quê đó quý vị, họ không có bị gặp bỡ ngỡ và họ sẽ thành công và phù hợp. Đó là những cái bạn đã từng, họ đã từng sinh ra và lớn lên ở quê, sau đó lên phố lập nghiệp,
lên phố lập nghiệp thời gian rồi mà thấy không có phù hợp, không có thành công, chật vật mưu sinh ở đô thị, thì bây giờ họ lại bỏ phố để về quê, về chính quê hương của mình để làm ăn, thì họ lại phù hợp. Vì trước đây họ đã làm nông rồi, những người là chân lấm tay bùn đã làm nông nghiệp rồi quý vị. Và con hẻm này là hẻm Bông Hồng ha, bên này là khách sạn Bông Hồng này. Họ cảm thấy phù hợp với cuộc sống ở quê rồi, cho nên về nhiều lúc cũng có cơ sở, nhà cửa có rồi, vượt được tới đây, có bố mẹ ở quê. Chính vì vậy họ về họ bắt tay vào là cứ làm sống vậy. Trong những con hẻm này cũng có nhà trọ đó quý vị. Họ đã sống ở quê rồi thì về quê lại thì chả có gì mở ngỡ hết. Cho nên nhiều lúc họ về quê, họ sắn tay áo lên họ làm, cực khổ họ không làm, kiểu gì họ không sống được. Và nhiều lúc họ lại rất là thành công. Đó, chứ còn các bạn cứ thấy theo cảm xúc phong trào, sinh ra lớn lên ở thành thị, nhưng mà thấy tự nhiên bỗng một ngày nào đó thấy chán thành thị, cũng bắt trend đi về quê, đi về nông thôn, đi về rừng để ở, và thấy không phù hợp là vợ nằm mỏng ngay đâu quý vị. Tại vì là các bạn ấy ở thành thị có bao giờ chân lấm tay bùn làm nông làm nếp gì đâu, biết cái gì về làm nông đâu. Về thấy cuốc đất 2-3 ngày là thấy ớn cũng. Cho ra đồng cuốc đất 2 ngày giang nắng dầm mưa là thấy khiếp liền quý vị ha. Đó. Thậm chí có nhiều bạn bỏ quê đi lâu rồi, vài chục năm rồi, về bắt cầm cái cuốc cái cày để ra đồng làm nông vài ngày là cũng thấy ngán nữa. Chứ đừng có nói là các bạn chưa làm nông bao giờ, chưa sống ở quê bao giờ. Đó. Ra đây là con đường Nguyễn Văn Cư ha. Cái trend về quê đó là mình nghĩ đó thoái trào rồi, các bạn cũng nhận ra nhiều bài học và có nhiều người thất bại rồi, cho nên chỉ là nhìn các bạn mà nhìn vào những cái tấm gương đó là thấy ông sợ rồi quý vị, thấy ngài ở trong chân liền ha. Đâu có phải dễ dàng mà về quê mà thả cá nuôi gà rồi trồng rau để tự cung tự cấp đâu, con cái nó đòi cái này đòi cái kia lấy tiền đâu, buộc phải làm kinh tế đó. Làm kinh tế mà các bạn mà ở trên thành phố về làm kinh tế làm nông thì làm sao mà phù hợp được, khó khó lắm quý vị. 100-1000 bạn chắc may ra mới có một bạn có thể học làm nông và phù hợp để thành công ha. Vấn đề ở chỗ là chịu khó đó quý vị, quyết tâm thật, có cái lòng quyết tâm thật là cao và chịu khó, chịu thương chịu khó thì may ra cho con về mà để cái tư tưởng mà về quê để sống an nhàn hưởng thụ cho nhẹ nhàng thì không có đâu quý vị ơi. Cuộc sống này làm gì có đâu. Cho nên như làng quàng là về là như là ôm cục nợ luôn á. Thậm chí ôm cục nợ bắt cha mẹ trả nó chứ. Đây là ấp Ánh Sáng đó quý vị. Ra ngoài này là bùng binh nước ha. Hôm nay là đầu tuần thứ ba, cho nên chỉ là quý vị thấy nó cũng khá là vắng vẻ thôi. Buổi tối khi mà du khách tập trung về ngay cùng trung tâm này mới cảm thấy nó đông đúc, tấp nập ha. Đây là cầu Ông Đạo. Bạn chia sẻ thì ở tuổi 30 mình đã
ra đời kinh doanh và đánh mất của ba mẹ mình hết 10 tỷ đó. Bạn ấy chia sẻ như vậy đấy. Hồi trước là mở quán cà phê ở trên trục đường quốc lộ 20 hướng đi cầu đất để sang Mây đó. Lúc đầu mở ra với một cái diện tích là phải 7.000 mét vuông đất ở quán cà phê trạm dừng chân đó, rất là nhiều du khách đi ngang qua hàng ngày ghé vào và đón tiếp hàng trăm du khách, và doanh thu phải nói là mỗi ngày là vài chục triệu đó, thậm chí những ngày cuối tuần lễ Tết đồ này kia là khách vào không có chỗ ngồi luôn. Nhưng mà bỗng chốc dịch đến ập đến và đóng cửa một thời gian, sau đó là mở cửa trở lại và tốn thêm một mớ kinh phí nữa để mà khôi phục, đầu tư khôi phục để mà đi vào hoạt động. Và từ đó thì khách thưa dần và không còn kinh phí để duy trì nữa, thành ra là phải đóng cửa. Và bạn ấy nói là lỗ mất của cha mẹ hết 10 tỷ, bây giờ về mở quán nước ngay nhà để làm lại từ đầu với số vốn ít ỏi tầm khoảng 30 đến 40 triệu. Đó, từ một người làm chủ một cơ sở lớn tiền tỷ mà không ngờ nó lại thất bại thảm hại và rớt xuống như vậy. Nhưng mà bạn ấy vẫn vui vẻ và làm lại từ đầu với đồng vốn ít ỏi là 30-40 triệu. Đó, không gì là không thể ha. Cho dù thất bại nhưng mà vẫn cố gắng làm để mà vượt lên, để mà vươn lên. Chẳng thể nào mà gọi là ngồi than thân trách phận được. Những người như vậy có ý chí với lại có nghị lực, bản lĩnh rất là lớn. Chứ có nhiều người chỉ cần mà bệ nợ tầm khoảng vài tỷ là thấy khiếp rồi. Nhiều lúc gường không nổi, trụ không vững. Đó, nhiều lúc lúc đầu đó quý vị làm ăn nó thuận lợi, biết đâu cơn sóng gió hoặc là khó khăn nó ập đến bất cứ lúc nào và nó làm cho chúng ta phải nói là thất bại thảm hại và nhiều lúc gường không nổi. Không phải lúc nào nó cũng trở nên gọi là thuận buồm xuôi gió hết được quý vị. Ví dụ như là tai ương, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, nói chung là rất là nhiều thứ nó tác động đến cuộc sống làm ăn kinh tế của nhiều người đó. Hôm nay thuận lợi, hôm nay thành công nhưng mà ngày mai có thể thất bại. Cuộc sống nó bấp bênh như vậy, nhiều lúc phải lường trước được những cái sự cố. Không có màu hồng hết tất cả đâu quý vị. Đây là đường 3 tháng 4 đó quý vị. Đi hướng như thế nào là hướng ra bến xe Liên Tỉnh mà đẹp trend ha. Nhà cho thuê, căn nhà này rất là lớn mà cho thuê bấy lâu nay vẫn chưa có người thuê đâu quý vị. Những căn nhà này làm khách sạn hoặc là làm văn phòng của ngân hàng gì đó thì phù hợp ha. Bây giờ mặt bằng cho thuê với nhà bán ở Đà Lạt nó rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn cứ neo ở, giống hồi trước mình làm video nói nó neo ở cái điểm chết đó, tức là hà không hà mà tăng không tăng, nó nằm ở cái mức. Mức cao như vậy cho nên như khó lòng mà mua bán được lắm quý vị. Bây giờ người mua thì muốn người ta hạ nhưng mà người ta không chịu hạ đâu quý vị, được giá thì người ta bán không thôi. Người mua thì muốn hạ nhưng mà người bán thì muốn giữ nguyên đấy. Sáng nay nhiệt độ Đà Lạt nó ấm hơn ngày hôm qua vì nó cũng hơi tầm tầm, không có mưa. Hôm qua phải nói là mưa buồn, đường phố ướt át.
Có anh khán giả nói đúng, đừng có thấy Đà Lạt khi mà lên du lịch nó thấy Đà Lạt ra khu vực chợ đêm khu Hòa Bình đó, buổi tối đó nó thấy khách nườm nượp đứng đông như là biển người như vậy, thì xuống tiền để mà mướn mặt bằng kinh doanh ngay là có chừng ôm, có chừng vỡ mộng và thất bại đó, thì cũng đúng đó. Thì nhiều lúc thấy khách đông chưa chắc đã ngon đâu, quán xá nó rất là nhiều nên em phải tìm hiểu thật là kỹ, tìm hiểu kỹ và chuẩn bị kế hoạch thật là kỹ lưỡng quý vị, chứ làm theo cảm xúc là chết đó. Trong này là bến xe Liên Tỉnh ha. Cà phê Bùi Văn Ngọ quý vị. Tới đây nếu như mà rẽ trái đi vào sâu bên trong là có những cái quán cà phê rất là đẹp. Horizon với lại nhà bên đồi, nhà bên rừng như tùm lum ở dưới đó. Còn đây là đèo Friend ha. Mình ghé vào đồi Carie ngã quý vị. Ra hướng ngoài này hướng đèo rồi quý vị, cho nên dễ thấy thông với lại thiên nhiên á, rất là đẹp. Lên Đà Lạt này á, chúng ta cứ lấy cái điểm trung tâm là chợ Đà Lạt rồi đi bất cứ hướng nào, cứ đi đài một hướng và mình thấy hướng nào cũng đẹp. Cứ đi đài một hướng là chúng ta sẽ thấy có những cái mà rất là thú vị. Hướng nào cũng có những cái điểm rất là thú vị luôn quý vị. Đây là cái con đường dẫn vào đồi Carie đây. Ở đây thì có cái ngôi nhà ma này quý vị. Hiện tại bây giờ thì người ta đang làm quán cà phê Nhà Trắng này. Vào trong này thì lúc nào cũng thấy mát lạnh luôn. Ở trong này có một cái ngôi làng ấy, còn vài chục hộ dân ở trong này. Ở đây là đúng VIP luôn đó. Cách đây khoảng 10-10 mấy năm trở về trước là bà con ở trong này là chỉ có ở thôi, không có kinh doanh bất cứ một cái gì hết. Sau này dịch vụ người ta bung ra và kinh doanh rất là nhiều, rất là nhiều thứ ở trong này, là quán cà phê rồi hôm tây. Góc cổ tùng, tiệm nướng cà phê lu loa. Những cái tiệm nướng này quý vị này đóng cửa.
đang tìm nướng luôn này. Thấy nó rất là đẹp về đó, nhưng mà nhiều lúc kinh doanh nó không có hiệu quả này. Bây giờ nó nhiều quá, du khách họ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn, nó bị loạn ra đó. Trên đầu của chúng ta là cáp treo à. Quán không vội, đó, tới đây là không có vội được đâu. Cử hiệu là nhất, có những quán nhìn rất là dễ thương mọi người. Quán này thì có những cái chiếc xe địa hình, bà con mình có thể thuê và người ta chở lên trên đồi á, trên đồi chơi, ngồi uống cà phê trên đó luôn, trên đồi cũng đẹp lắm, đồi thông đó quý vị. Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một cái video chạy lòng vòng ở trong trung tâm thành phố Đà Lạt, ra tới đầu đèo Friend, vùng ngoại ô như thế này luôn, để tham quan tâm sự chia sẻ với quý vị về cuộc sống cho nó vui luôn. Video của mình đến đây cũng xin phép để kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.